Hello anh em, hôm nay mình với anh Bi sẽ làm một cái món ẩm thực, đó là ống tre các bạn. Hôm nay anh em biết anh em mình làm món gì không? Gà nướng ống tre. Gà nướng kìa, gà con ghê, gà con gà cục kìa. Đây là bạn thân của anh Bi này. Đâu? Đây. Thấy không? Thằng lạ quá. Ừ, hắt đũa đi. Bây giờ anh Bi đang cưa. Bên đây là mình có chuẩn bị này. Hôm nay làm mực nướng ống tre cho mọi người. Đấy. Quá hấp dẫn luôn. Gia vị mà là ba sẵn luôn. Ngũ vị hương, hành, ớt đồ các thứ có sẵn hết rồi. Dưa leo, mực. Giờ mình chỉ cần một cái ống tre đó mà mình bỏ mấy con mực này vô mình nấu thôi các bạn. Đồ ngu. Vâng, ào lì kìa. Kì quà, bây giờ mình với Bi đứng chơi cây này, nó khác nào các bạn. Khùng này, đếm đọc. Nào, bây giờ bỏ mực vô anh Bi. Đây. Mực này. Một con. Biết cái lỗ đó được bao nhiêu con? Hai con. Bè bốn con má không? Bè. Hết nhét, hết luôn. 4. Các bạn giờ mấy anh em mình trút cái hụt cuối cùng nha các bạn. Nãy giờ thi đấu cút liên tục. Bơ mực kìa, nhìn hơi đen. Đen thui luôn cho hờn nữa. Nếu nói anh làm ruột anh chịu làm. Dục lui. Mà chịu anh được. Thôi đi giờ đem vô nhà anh lấy xà lách anh. Đây. Đi. Mình bỏ ở đây rồi vô á, mình tiếp tục nha các bạn. Mình dọn hết lên. Ok các bạn, trời ơi xong xuôi rồi. Giờ mấy anh em mình quất tại giường luôn. Ở đây là Đây là có rau nhà bên trong luôn các bạn. Salad. Xách cái này, đấy. Cái cây dài đấy. Sau đó mình rửa rau. Rồi mình quất. Thì bên kia ông nào dưới đây. Cái chỗ mà nói sao anh Bi? Nó đang nói chuyện trang ở đây á. Nè, làm nguyên cây luôn, ăn cho nó. Ấy, trời. Mở anh em ơi. Mở anh em nha. Qua đi cạp. Đều chặt. Không biết đều chặt không? Thấy sáng này bị đá trong đây thiết mẹ cũng... À, đá gì gần ba. À hay. Muốn có ớt ở đây, có cái ớt nữa. Đâu, để mấy ớt anh. Đấy, chụp. Ớt nhà tầm này các bạn. Ok. Boom. Rột 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 các bạn. Cái gì sạc ấy. Mình trồng một trứng nhỏ anh Bi. Mực này trứng đâu. Anh Bi. Mầm cái ba. Ừ, ớt đâu rồi không? Không ạ. Để ớt lên trên các bạn. Hả? Này, ớt. Ớt chim gì đó tự mập luôn ạ. Hả? Bữa nay hái mấy cái vậy. Mày thích ăn chanh này đó. Ăn chanh đi. Chanh ăn. Cái gì mình thích chanh hết chứ. Chanh non mơn mớn à. Ừ. Này. Em. Rửa. Đây. Bị cuốn em Bi.
Thôi mùi ống kia anh Bi. Không, mày mùi khói. Mày mùi khói. Khói áp vô hả? Chích. Chích đi. Chưa. Quán ngon. Quán ngon hả anh Bi? Này nó bao nhiêu? Đây, em đai ra kìa. Đúng không? Đây, 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 đây. Thanh cơ nữa. Giờ vậy ướp mực thấm đều các bạn. Giờ giật ăn đâu không cần thanh chấm gì nữa. Ngon. Biết này nó nói nhầm. À, nó biểu mấy giờ thì cho ăn bé giờ. Hả? Ừ. Ôi trời ơi, cây ngon. Hai thêm lá rồi. Nở không? Hả? Cây ngon mà. Bạn Bi anh phép á. Tin phá luôn á. Mặt nó hao nhào luôn. Chúc cha. Rất bàn chúc lên rửa bàn coi anh em. Ah.